Thầy chào mừng các em học sinh khối 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2. Các em học sinh thân mến, để có thể làm tốt bài kiểm tra, chúng ta cần lưu ý và ôn lại các kiến thức đã học trong chương trình học kỳ 2. Về tri thức đọc hiểu, học sinh cần tập trung ôn các chủ đề của bài 8 và 9, những góc nhìn cuộc sống và nuôi dưỡng tâm hồn. Về tri thức tiếng Việt, học sinh chú ý các kiến thức đã học từ bài số 6 đến bài số 9. Về cấu trúc đề, phần 1 sẽ là phần đọc hiểu, phát hiện kiến thức của văn bản và tiếng Việt. Trong đó có 12 câu trắc nghiệm và phần tự luận sẽ chiếm 6 điểm. Phần 2 đó là phần tập làm văn sẽ chiếm 4 điểm. Về nội dung ôn tập, các em cần chú ý đến những kiến thức cơ bản về văn bản, tiếng Việt và tập làm văn. Với nội dung kiến thức văn bản, sẽ cho ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, những dạng câu hỏi thường gặp có thể liên quan đến các kiến thức về đặc điểm thể loại truyện, nghị luận và các chủ đề của bài 8 và 9. Học sinh chú ý, cần nhận biết được đề tài, chủ đề và nhân vật, thông hiểu được các chi tiết, ý nghĩa, nội dung, nghệ thuật, nhan đề, các lý lẽ và bằng chứng. Học sinh cũng phải vận dụng viết được một cái đoạn văn từ 2 đến 3 dòng để trả lời câu hỏi liên quan đến ngữ liệu trên đề, ví dụ như là thông điệp hoặc là bài học rút ra. Về kiến thức tiếng Việt, học sinh cần phải ôn lại những bài tiếng Việt mà các em đã được học như là dấu ngoặc kép, đặc điểm chức năng của văn bản và đoạn văn, từ đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn, yếu tố tiếng Việt, lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng. Học sinh phải nhận biết, xác định và gọi tên một đơn vị tiếng Việt có trong đoạn ngữ liệu, thông hiểu được công dụng và phân loại, đặc biệt là phải vận dụng để đặt câu. Về kiến thức tập làm văn, học sinh sẽ rèn để viết bài văn nghị luận, nêu suy nghĩ của em về một hiện tượng trong đời sống. Trong đó có hai đề mà học sinh cần phải quan tâm, đó là hiện tượng xả rác trong trường học và hiện tượng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Các em học sinh thân mến, với kiểu bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống, các em cần nắm vững các bước làm bài sau đây. Thứ nhất, phần mở bài, học sinh phải giới thiệu được vấn đề cần nghị luận và thể hiện rõ ràng ý kiến của người viết về hiện tượng ấy. Phần thân bài chính là phần trung tâm, các em chú ý 3 phần sau đây. Thứ nhất, các em phải giải thích được ngắn gọn hiện tượng. Thứ hai, học sinh phải bàn luận. Ví dụ đây là một hiện tượng gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng. Học sinh phải đưa ra ít nhất 2 lý lẽ để củng cố cho kiến thức, ý kiến của mình. Với mỗi lý lẽ, người viết cần đưa ra những bằng chứng từ thực tế để làm rõ vấn đề. Và thứ ba, học sinh phải đề xuất được hướng hành động. Phần 3 đó là mã là phần kết bài. Người viết phải khẳng định lại vấn đề, phải biết liên hệ bản thân. Khi viết kiểu bài này có một số điều mà các em cần phải lưu ý. Đầu tiên là các học sinh phải đảm bảo được yêu cầu về hình thức của một bài văn nghị luận sẽ gồm có 3 phần như là mở bài, thân bài và kết bài. Học sinh phải trình bày rõ ràng ý kiến về hiện tượng cần bàn luận, nêu lý lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến đó. Học sinh cũng phải sử dụng được ngôi thứ nhất để nêu suy nghĩ. Các câu trong bài văn cũng cần phải liên kết với nhau chặt chẽ để tạo sự mạch lạc cho bài văn. Sau đây, thầy sẽ giới thiệu đến các em một số đề ôn luyện. Đề thứ nhất đó là viết bài văn nêu suy nghĩ của em về hiện tượng xả rác trong trường học. Mở bài, các em cũng phải giới thiệu được vấn đề cần nghị luận. Đây là hiện tượng xả rác bừa bãi của học sinh trong trường. Học sinh cũng phải nêu được ý kiến của người viết về hiện tượng ấy, ví dụ đây là một hành vi xấu. Thân bài, các em cũng cần ngắn gọn giải thích cái hiện tượng xả rác trong trường học là gì. Có thể đây là một hành động vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định của một số học sinh. Về phần bàn luận, đây là một hiện tượng gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng, ví dụ như là làm cho môi trường học đường ngày càng bị ô nhiễm, dẫn đến bệnh tật phát sinh có khi trở thành dịch bệnh, làm giảm sút sức khỏe, sự tập trung, giảng dạy và học tập của thầy cô và các bạn học sinh, ảnh hưởng đến cảnh quan, thẩm mỹ, mất đi vẻ xanh, sạch và đẹp vốn có của trường học, có nơi còn bị phá hủy do rác, tạo ra một thói quen xấu, cẩu thả, bê bối cho thế hệ tương lai. Lưu ý, trong quá trình nêu lý lẽ, học sinh cũng
có thể lấy bằng chứng từ thực tế trường học của mình mà các em đã quan sát được. Về hướng đề xuất, hướng hành động, học sinh cần có ý thức trách nhiệm, tự giác bỏ rác đúng nơi quy định. Mỗi người hãy là một mảnh ghép quan trọng góp phần làm nên một môi trường học đường xanh, sạch và đẹp. Phụ huynh và thầy cô cũng phải hướng dẫn, tuyên truyền học sinh ý thức bảo vệ môi trường, phát động thi đua giữa các tổ, các lớp về phong trào thu dọn rác để bảo vệ môi trường học đường. Và phần kết bài, người viết phải khẳng định lại tác hại của hiện tượng xả rác trong trường học và phải liên hệ được bản thân. Đề thứ hai đó là viết bài văn nêu suy nghĩ của em về hiện tượng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Thì trong phần mở bài cũng giống như đề 1, học sinh cũng phải giới thiệu được vấn đề nghị luận. Đây là hiện tượng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử và thái độ của người viết đối với hiện tượng này. Đây là hành vi xấu. Phần thân bài đầu tiên các em cũng giải thích ngắn gọn thuốc lá điện tử là gì. Đây là một loại mô phỏng hình dạng và chức năng của thuốc lá thông thường. Hoạt động bằng cách sử dụng thiết bị điện tử có hệ thống pin sạc, làm nóng dung dịch lỏng hòa tan, tạo ra dạng khí dung cho người dùng hít vào luồng hơi có mùi vị và cảm giác giống như thuốc lá thật. Sau đó các em phải bàn luận, thuốc lá điện tử có rất nhiều chất độc hại cho người hút như là dẫn đến bị ngộ độc, rất nhiều căn bệnh nguy hiểm như là ung thư vòm họng, ung thư phổi, các bệnh liên quan đến tim mạch, v.v. ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh. Và đặc biệt hút thuốc lá rất tốn tiền và đó là con đường dẫn đến trộm cắp, tội phạm của các bạn trẻ. Lưu ý, học sinh có thể lấy bằng chứng từ thực tế mà các em đã quan sát được hoặc là trên báo chí đã đăng nhiều trường hợp học sinh đã nhập viện vì bị ngộ độc thuốc lá điện tử. Sau đó các em cũng phải đề xuất được hướng hành động, ví dụ như là mỗi cá nhân học sinh cần nhận thức đúng đắn các tác hại của thuốc lá điện tử, hãy nói không với thuốc lá điện tử. Nhà trường cũng cần có những biện pháp xử phạt đối với những học sinh sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học. Phụ huynh và thầy cô cũng cần phải tuyên truyền, giáo dục học sinh nhận thức được các tác hại của thuốc lá điện tử. Phụ huynh cũng cần là tấm gương cho các con của mình noi theo. Và phần kết bài cũng giống như đề trước, người viết phải khẳng định lại tác hại của thuốc lá điện tử và phải biết liên hệ bản thân. Trên đây là chỉ là phần gợi ý những điều quan trọng mà các em cần phải nắm vững phương pháp khi làm bài. Nhưng mà trong quá trình làm thì các em cũng cần phải có sự sáng tạo, tìm tòi những cái lý lẽ, những cái bằng chứng thuyết phục của riêng mình nhé. Cuối cùng, trong quá trình làm bài, thầy có một số nhắc nhở đối với các em học sinh khối 6 như sau. Học sinh khi làm bài cần thực hiện nghiêm nội quy khi làm bài kiểm tra, không được bỏ giấy trắng khi làm bài, không gạch xóa, bôi bẩn, giữ bài kiểm tra phải sạch đẹp, chữ viết phải rõ ràng, phải điền đủ thông tin vào bài kiểm tra. Đặc biệt là phần trắc nghiệm phải trả lời vào giấy làm bài, các em không được trả lời trên đề. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi tiết ôn tập. Chúc các em học sinh khối 6 của thầy thi đạt được kết quả tốt nhé.